Rồi, trạng bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 25 tháng 11 mình có một số cây hải châu, trà phục kiến, chim tím rừng, kim tiền và cò kê giao lưu anh em. Rồi, mã số 1 là một cây dúi chân rửa nha anh em. Chân rửa co lét rất là quá nha. Cây này tây cành nó bên ngón tay út nha anh em. Tây cành là bên ngón tay út. Rồi em đo cái quanh ở dưới đây là 33 nha, còn quanh thân ở trên ngã đây là 10 cm, chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 40, cho nên là có cái tăng canh rớt như xuống là gần 30 nha mấy anh em. Thân cò lách cái chân rửa rất là quái nha. Cái này trồng cũng lâu nha mấy anh em, rửa rất là nhiều vô đây nha. Rồi 280 em bao ship cây dúi mẹ số 1 nha. Rồi qua mẹ số 2 là một cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Cây hải châu sông cầu, cây này mình vừa cho quẹ xong và vừa mình vừa sửa dây lại nha. Cây bộ đớ cũ rất to nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh quanh ở dưới đây là 21, còn với cái quanh thân ở đây là 9 cm nha, chiều cao là 35, tàng ngang 40, cây tây cành đầy đủ hết nha mấy anh em. Cây này là tây cành đầy đủ hết, giờ anh em vừa chơi vừa nuôi thêm nha. Rồi 480 em bao ship cây hải châu mẹ số 2, cây này dáng baby nha mấy anh em. 480 em bao ship, cây cốt rất to nha. Cây này là anh em trong cái chậu 17 cm nha, đường kính 17 cm. Rồi qua cây hải châu mẹ số 3, cây này là giăng bay, cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Cây đã thành phẩm, thân cò lách rất là quái nha mấy anh em. Cây này thân cò lách rất là quái, tây cành là mịn hết nha. Rồi em đào cái quanh ở dưới đây là 13, chiều cao là 45, tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 60 nha. Cái này có nhân bay nha mấy anh em. Cây cành rất là mịn. Cái này là nó đẻ cho quẻ vừa xong nha mấy anh em. Quẻ rất là sai, dòng hải châu sông cầu là quẻ rất là sai. Em quay cái dáng lá cho anh em xem nha. Lá tròn rất là đẹp nha. Hàng đây là hàng sông cầu, chính gốc sông cầu nha mấy anh em. Rồi 1 triệu em bao ship cây hải châu mẹ số 3, cây này dạng bay, 1 triệu em bao ship. Rồi qua cây hải châu, rồi qua mẹ số 4 là một cây cà kê nha. Cây này dạng bay, anh em muốn trồng đổ xuống cũng được nha. Cây này trồng đổ cũng rất là đẹp nha. Cây bay cũng được mà đổ cũng được, cây rất là đẹp nha. Cây đang cho quẻ rất nhiều nha mấy anh em. Quẻ của nó rất là sai nha. Dòng này là rất là sai quẻ, quẻ của nó ăn chua chua nha mấy anh em. Thân co lách, cây này anh em giờ trồng đổ xuống rất đẹp nha. Rồi em đào cái quanh ở dưới đây, bộ đứa nó trải 24 giờ luôn nha. Rồi em đào cái quanh ở dưới đây là 20, quanh 20 nha, chiều cao là 25, tàng bay từ sau đây, nó bay tao trước đây là 80 nha. Cây này trồng đổ xuống rất đẹp nha mấy anh em. Toàn bộ bên em chậu xi măng là không có ship nha. Em đẹp chậu bó bao cho anh em yên tâm, cây đã thân chậu hết nha. Rồi 650k em bao ship cây cò kê mẹ số 4. Rồi qua mẹ số 5, trời mưa nha, trời đang mưa nên hơi ồn xíu nha mấy anh em. Rồi qua mẹ số 5 là một cây trà phục kiến, cây này bộ đớ rất là to nha, đớ cốt cũ của nó rất là to nha mấy anh em. Cây đã thành phẩm hết nha, tây cành rồi là nhuyễn hết. Rồi em đào cái quanh ở dưới đây là 37 nha, chiều cao là cũng là 37, quanh 37, chiều cao 37, tàng ngang từ sau đây tới trước đây là 50 nha. Cây cũ rất to, thân co lét nha mấy anh em.
cây cần mịn hơn nhé, cây đã thanh phẩm. Rồi nem trem rưỡi em bao ship. Bên em là chậu xi măng là em đẹp chậu hết nhé, bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi nem trem nem mưa ca bao ship cây trà phục kiến mẹ số nem. Rồi qua cây trà phục kiến mẹ số 6. Cây này một cốt dân bay nha, cây tây cành mịn hết nhưng mà anh em, cây rất là đẹp nha. Rồi em đo cái bánh ở dưới ngõ đây là 27 nha, một cốt em đo vành 27, chiều cao là 35, tàn ngang là 45 nha. Tây cành nó là đầy đủ hết nhưng mà anh em, cây thành phẩm thần cò lét dân bay, thần cò lét bộ đố, cây này cũng rất là to nha, vành 27, chiều cao là 35, tàn ngang là 45, cây rất đẹp nha mấy anh em, còn không bỡ bọng gì hết nha. Cây cành rất nhẫn nha. Rồi 450 em bao ship, 450 bao ship cây trà phục kiến mẹ số 6. Rồi qua cây trà phục kiến mẹ số 7 là một cây tông cao nha. Cây cành rất đẹp nha, thân to lét rất đẹp nha mấy anh em. Thân co lét rất là đẹp. Cây này bộ đớ nó trải nha, bộ đớ trải rất là đẹp nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành thân là, vành thân ngay chỗ đây là 15, chiều cao là 80, từ mặt chậu lên tao đỉnh là 80 nha, từ mặt chậu lên tao đỉnh là 80, tàn ngang là 65. Cây một cốt dán trọt lách nha. Một cốt dán trọt lách nha anh em. Cây lách lượng rất là khéo cây nha. Rồi 700k em bao ship cây trà phục kiến mạ số 7 nha. 700 em bao ship cây trà phục kiến mạ số 7. Cây tây can đầy đủ, cây thành phẩm hết nha mấy anh em, thằng co lách rất là quái nha. Mấy cây này kiếm rất là khó nhưng mà anh em. Rồi 700k em bao ship cây trà phục kiến mã số 7. Rồi về mã số 8, mã số 8 là một cây kim tiền nha. Cây này anh em vừa chơi cảnh mà vừa phong thủy nha mấy anh em. Cây kim tiền là rất là phong thủy nha. Cây này thân co lét nha, một cốt, một cốt nó co lét rất đẹp nha mấy anh em. Cây tây cành là tương đối là nhuyễn hết nha, chi cành là rất là ok nha mấy anh em. Rồi em đào cái vành ở dưới đây, vành là 35, chiều cao là 40, tàn ngang 60. Cây kim tiền nha mấy anh em, dòng lá nó là rất là đẹp nè, lá tròn nhỏ rất là đẹp nha. Vành 35, chiều cao 40, tàn ngang 60. Rồi 650 em bao ship cây kim tiền mà số 8 nha, thân co lét rất là đẹp nha mấy anh em. 650 em bao ship cây kim tiền mẹ số 8. Rồi qua mẹ số 9, mẹ số 9 là một cây sim tím rừng ăn trái nha mấy anh em. Cây này một cốt ba thân, củ đứa rất là to nha. Đây cái củ của nó này mấy anh em, củ rất to nha. Rồi em đo cái vành nè, vành củ của nó là 46, chiều cao là 70, từ mặt chậu lên tao đỉnh tao đọt luôn nha mấy anh em, là 70. Hoành 46, hoành ngay tay em chỉ đấy là 46, chiều cao là 70. Rồi 280 em bao ship cái sim mẹ số 9 nha, 280 bao ship. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký.
Rồi, chào anh em.